Chắc là phải chắc cho Đăng Vinh lắng động lại một chút xíu, tại vì Đăng Vinh thấy có rất là nhiều quý vị trung niên ở đây, thì Đăng Vinh xin gửi tặng nhạc phẩm này, một tuyệt tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Thành Phố Buồn. Rồi từ đó vì cái xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm sâu nhà người, ôm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn anh không chia phôi, em về gom gom kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông xa, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góng giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, ôm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn anh khóc chia phôi, em về gom gom kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Xin quý vị cho một chỗ thật lớn để chào đón ca sĩ Ngọc Ngữ được không ạ? Thank you, quý vị. Rồi từ đó vì cái xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, ôm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom gom kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Quý vị thấy Ngọc Ngữ diễn bài này có hồn không quý vị? Có hồn vỗ tay với Ngọc Ngữ được không ạ? Có hồn, có hồn nhưng mà hơi ghê ghê. No, 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 cái này là tình anh em ha, đừng có hiểu lầm nha. À, tình anh em hả? Thân thì thân hả? Thân ai nấy lo đúng không ạ? Và Đăng Vinh xin hẹn lại quý vị ở phần lần sau. Thank you so much and I see you again, thank you. Đăng Vinh!